Cái đài nghe nhạc USB này mình sửa cho một cụ ông. Mình ghim điện thì nó không có đèn bàn đèn báo gì cả. Như vậy là nó hỏng chân sạc hay sao ấy. Bật không gì mọi người ạ. Những cái đài này mình thấy chết IC thì ít, mà đa số là hỏng chân sạc và hỏng công tắc on off. Đấy, pin còn có 2,8V này. Nó không sạc được thì nó yếu thành pin thành yếu mà. Đài thiếu ốc chứng tỏ đã có người tháo này. Một số loại nó ốc nó còn có cả ốc ở phía, chúng ta phải tháo cái mặt này ra, cái sắt này ra nhá, nó có ốc ở trong nữa đấy các bạn ạ. Một số loại ấy. Con này thì mình không rõ là có không, nhưng mình vẫn phải cạy ra xem. Đấy, ba con liền nhá mọi người nhá. Nên mọi người, nhiều người không biết tháo nè, không tháo ra được, không biết là cái ốc nó ẩn trong đấy mà. Có loại thì còn nằm ở dưới cái mặt này này nữa cơ, nó có con ốc ấy. Nhưng loại này thì bị đời sau này khả năng nó bỏ cái con ốc ở đấy rồi. Bởi vì có hai ốc ở đây rồi mà. Mà có đây này các bạn này. Có rồi các bạn ạ. À không. Ốc ở đây chưa tháo. Đó, đã tháo dạ ra nhá. Tháo cái thẻ nhớ ra không thì gãy mất cái thẻ nhớ. Một là cái dây anten này. Cái dây anten bắt đài FM ấy, nó vào con IC này, này. Con IC xử lý tín hiệu sóng RF, sóng anten đấy. Nó mới đi vào cho này tách này. Mình ghim điện thử để mình đo xem nó có nguồn không. Đó, như vậy là không có nguồn. Không có nguồn vào đây. Mình lấy một cái dây khác. Dây kia nhìn nó đứt đấy. Dây mới này. Ngắn hơn. Dây này mình hay cắt cóp dữ liệu đấy. Không có nguồn gì. Chân hình rất là ngon mà lại không thấy có gì tao sao nhỉ. Tháo nó ra cho đỡ vướng. À, cái nhíp trong này nó bị lõm xuống một chỗ mọi người ạ. Cái nhíp trong này này do là nó không tiếp xúc. Chân này ok, nhưng cái chân ngoài cùng là chân MGD nó bị lõm xuống rồi, chả làm gì nữa cả. Độ thôi, thay mình có sẵn. Chân mới này các bạn. Này tháo kiểu dùng mỏ sung. Mình tháo như này để nó bị đỡ bị bong chân nhé các bạn nhé, à, bong mạch in nhé. Mỗi người có một cái mẹo này mà các bạn. Đó, mình đã được hai chân bên này nữa. Quan trọng là hai cái chân ngoài này. Quan trọng là khi chúng ta tháo nó ra là những cái chân này, máy in nó vẫn còn tồn tại, vẫn có thiếc, vẫn còn tồn tại để còn hàn lại được cái kia, cái cũ, à cái mới.
chưa hàn mà. Cái này dùng khò là ok đấy, nhưng mình không khò được khò đó. Như vậy là đã ra. Chân nó làm như thế này này, nó có hai cái lốt định vị này để đúng vị trí này. Thì đây chính là cực dương này, để áp dương vào đi theo cái đường này đi tới IC quản lý sạc rồi IC sạc pin các thứ. Đây là cụm này liên quan đến pin nha, sạc pin này, IC có chạy công suất này, IC xử lý đài FM này, IC tổng này các bạn ạ, để đọc được thẻ nhớ, đọc được USB hay bắt đài FM là do nó. Nên khi hàn với những cái máy này để hàn để mà sạc được ấy, chúng ta chỉ cần quan tâm hai chân ngoài cùng, nhé các bạn nhé, không cần quan tâm nhiều chân đâu, nhưng mà lên làm như này để cho nó dính. Chân mới rũa qua nó đi cho nó tạo xước các bạn ạ, để nó bám thiết dễ. Nhiều con lâu năm chân nó toàn chân sắt hay chân gì nó có vết xỉn, nó còn không dính được ấy. Đó, để cái nó đúng luôn, sau đó hàn lại thôi. Mình thường mình hay hàn mấy cái chân giữ này, mình hàn thật ngấu giữ cho nó chắc, bởi vì các ông già đôi khi cắm hoặc các bà già cái đồ này toàn cho không phải cho thanh niên nữa rồi, toàn người già thôi, họ cắm mà họ cắm không để ý, họ cắm mạnh cái nó hay bị gãy, nên phải hàn thật chặt. Thôi hàn thế thôi, hai chân, chân này và chân này thôi. Chúng ta cắm xem nó có điện vào không. Chân mới đã rất chặt hẳn. Đo thì lấy mát chỗ nào cũng được. Sau đó vào cái chân dương nó đây này. Đó, đã có điện vào nhá. Nó sẽ đi theo cái máy in to này. Đó, ok, đã có điện vào rồi. Đấy, nó lên này, mọi người thấy không? Lắp hoàn thiện rồi. Ở đây, đây là mình có sẵn này, mình thay cho khách nhá. Và thay cái này thì mình thường mình lấy các cụ là chỉ nó 20.000 thôi. Bởi cái này mình mua có mấy nghìn thôi mà. Thì bạn nào không có thì chúng ta sẽ hiểu nhá. Đây là cực dương. Âm này toàn mạch rồi, chúng ta có thể câu dây ra, chúng ta chế vào cái gì đó để cấp điện vào nó là sạc được nhá, mọi người nhá. Cái chân này nó có 5 cái chân, nhưng thực tế là nó sử dụng 2 chân thôi. Như hàn như này thì chân bên này là mát toàn mạch, và mát toàn mạch chính là âm của 5V vào đấy. Còn chân bên này thì nó là dương vào nhé. Thì mình đa số khi người ta khách cắm nhiều ấy, là cắm là cái nhíp này nó lâu lắm quá nó không lẩy lên được. Bạn nào khéo léo tháo ra có thể là dùng kim đẩy lên được ấy, nhưng mà toàn người mắt kém thì không đẩy lên được đâu. Ngày xưa thời mình sửa điện thoại mà cũng dùng cái chân này, mình còn tháo lên để mình bẩy lại cái nhíp ấy, vẫn dùng ok. Đây, nó đã có điện này. Có điện thì kiểu gì nó ra sẽ ra điện áp ra sạc nhé. ra hai chân pin đây này. Đấy, 4,5V này. Khi đó nó sẽ sụt xuống áp xuống mà. Khi có pin này, nó sẽ sụt xuống. Nó có thông qua con điện trở và con điốt này. Đọc OS, đọc OK.
pin yếu này, cụ đến bảo là cứ mở lên nghe được một tí thì nó lại tắt, đến lúc không nghe được nữa, tức là nó không sạc không vào, các cụ chả biết đấy. Nên là cứ nghe thì để một lâu thì bắt đầu pin nó lại hồi lên được một ít điện mà, nên dùng được một tí thì nó lại ngắt, khi điện lại yếu thì nó lại ngắt mà. Đấy, cái bàn sửa mình sửa cho ông ấy đấy. Đấy, khi có pin là sạc nó sẽ nhấp nháy như này, còn nó khi không có pin thì nó không nhấp nháy như thế các bạn ạ. Cái đài nghe nhạc USB này mình gặp nó có 3 bệnh, một là chân sạc, hai là công tắc, ba là cái chiết áp này. Cái chiết áp này người ta vặn nhiều nó bị quẹt qua, nó mòn, nó đứt, thế là không tác dụng gì nữa cả. Còn IC công suất khuếch đại tiếng cái thứ mình thấy ít, rất ít chết. Cả cả IC vi xử lý thỉnh thoảng mà gặp nó chết, nó không nên gì, nó hỏng thôi. Đó, như vậy là một chiếc đài mình đã xử lý được cho cụ ấy, lại tiếp tục phục vụ cụ ấy suốt ngày nghe nhạc thôi. Các cụ đi chăn trâu cắt cỏ hoặc đi làm đồng cứ có cái đài đút túi quần, vừa làm vừa nghe mọi người ạ. Rồi, chào tất cả các bạn nhé.